Subaru Forester phiên bản 2023. Và bên cạnh tôi đây là chiếc xe hot nhất ở gian hàng Subaru ở triển lãm VMS. Có một sự so sánh nhỏ là so với phiên bản có gói động cơ i-Sight này và phiên bản không có động cơ i-Sight phiên bản tiêu chuẩn thì khoảng cách giá lên đến 215 triệu. Vậy với 215 triệu đấy chúng ta có gì ạ? Đó, hệ thống i-Sight 4.0 hoàn toàn mới, vừa bược, mới giới thiệu ở nước ngoài và đã đến ngay thị trường Việt Nam. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Hệ thống i-Sight này theo hãng Subaru là tầm quan sát của bộ đôi camera stereo này đã được nâng cấp gấp đôi tầm quan sát. Như vậy là nếu như ví dụ hệ thống trước họ cái hệ thống camera chỉ nhìn khoảng 500m chẳng hạn thì bây giờ tầm nhìn của nó tăng gấp đôi rồi. Tại sao lại là một cái chữ i-Sight thì Subaru họ cũng đã có sự chơi chữ nhỏ nhỏ, đó là họ dùng hai camera thay vì chỉ một camera so với đại đa số tất cả các hãng xe khác. Vậy khi mà dùng hình ảnh, data hình ảnh từ hai camera và kết hợp lại thì cái việc định hình và khoảng cách và cái độ chính xác nó tốt hơn nhiều so với các hệ thống của các hãng xe khác. Một chính xác như thế nào, chúng ta sẽ có những cái bài test và những bài thử nghiệm ngay lập tức của Subaru họ đã bố trí ở bên ngoài ở khu trưng bày rồi. Đấy thì bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm khi mà đến với triển lãm VMS. Hệ thống i-Sight thì đã được bổ sung thêm một tính năng mới nữa so với hệ thống i-Sight 3.0, đó là thay vì hệ thống chỉ hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ cảnh báo lệch làn, bây giờ hệ thống i-Sight 4.0 chúng ta có thêm một tính năng nữa cũng rất hay, đó là tính năng hỗ trợ đánh lái khi mà gặp vật cản. Tính năng này nó tương tự giống với tính năng trên chiếc Volvo XC60 mà chúng ta đã được trải nghiệm trong vài năm qua rồi. Thì i-Sight 4.0 đó là hệ thống theo tôi thì đó là cái gì đó mang tính chất, thực sự là mang tính chất DNA của Subaru. Còn ba cái DNA nữa đó là gì ạ? Đó là động cơ boxer ở dưới nắp capo ở đây. Động cơ boxer thì nếu như ai đã từng trải nghiệm thì sẽ thấy đây khối động cơ vô cùng mượt mà luôn so với những khối động cơ 2.0 khác, ví dụ của Honda hay là của Toyota thì động cơ boxer nó mượt mà hơn rất là nhiều, bởi vì cái thiết kế hai hàng xi lanh đối đỉnh nhau ấy thì cũng là một sự chơi chữ nữa của Subaru. Tại sao là boxer ạ? Boxer là tay đấm bốc đúng không ạ? Thì hai khối động cơ, hai cái xi lanh ở hai bên của Subaru ấy, nó giống như cái tay đấm bốc của người võ sĩ đấm bốc ấy, nó cứ như này. Và hai khối ở bên trái bên phải nó triệt tiêu cái dao động với nhau đến mức hoàn hảo luôn. Và động cơ boxer hiện tại chỉ có duy nhất Subaru và Porsche là hai hãng đang sử dụng cái hệ thống động cơ này. Động cơ boxer ấy, khi trải nghiệm thực tế chúng ta sẽ thấy ngoài cái sự mượt mà ra ấy, thì cái việc môi men xoắn của nó ở giải tua vòng thấp rất là ổn. Nên là nhiều bạn đang lo khối động cơ này không có tăng áp giống như một vài đối thủ Nhật Bản khác, nhưng mà không sao, cứ trải nghiệm thực tế đi, bạn sẽ thấy khối động cơ này nó mạnh mẽ hơn nhiều so với những cái thông số trên giấy. Đây là hai yếu tố nhá. Còn yếu tố thứ ba là gì ạ? Yếu tố thứ ba là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng SAVKD. Thì tại sao là toàn thời gian và đối xứng ạ? Thì Subaru trong một chiến dịch quảng cáo cho hệ thống dẫn động 4 bánh ưu việt này ấy, họ đã dùng một cái câu slogan rất là hay, đó là an toàn đó không phải là công việc bán thời gian. Hàm ý của câu đấy ấy, đó là hệ thống của Subaru lúc nào, bất kỳ lúc nào bạn lên máy nổ xe thì nó cũng mặc định là chế độ dẫn động 4 bánh. Nó không giống như một số cái hệ thống của Mazda hay là của Honda là nó chỉ khi nào phát hiện bánh sau bị trượt thì lúc đấy thì máy tính mới chuyển cái mô men xoắn sang bánh sau. Còn với hệ thống của Subaru là khác, đó là lúc nào chiếc xe này cũng hoạt động với chế độ 4 bánh chủ động trong mọi tình huống luôn. Đây là cái trải nghiệm mà khi mà chiếc Forester đời đầu được giới thiệu ở Việt Nam, tôi đã có một cái hành trình đi 500 km liên tục với chiếc xe này. Và đấy là cái hành trình cho tôi thấy rằng một chiếc xe như Forester nó không phải là một chiếc xe rất là mạnh trên giấy tờ, nhưng mà khi mà đi thực tế thì đây chiếc xe thực sự nó đạt tầm vận hành của những chiếc xe châu Âu này. Vậy điều cuối cùng là gì? Đó là khung cầm Subaru Global Platform. Thì khung cầm này đã được giới thiệu ở mẫu Forester phiên bản trước rồi, và phiên bản này được kế thừa khung cầm đấy. Thì so với cái đời trước thì khung cầm này nó có độ cứng rắn tốt hơn 50%, tốt hơn gấp rưỡi. Thì đây là thông số nó mang lại đến cái khả năng vận hành tốt hơn này, và khả năng hấp thụ xung lực tốt hơn khi mà nhỡ đâu có va chạm để ra tai nạn này. Và cái việc duy trì cái độ bám đường của bánh xe tốt hơn khi mà khung cầm cứng hơn. Thì đây một chiếc Subaru giống như bốn cái yếu tố mà tôi đã chia sẻ với bạn đấy. Đây chiếc xe nó hấp dẫn, giống như là chúng ta hay ví von đến cô gái có nét rất là tốt. Và nét tốt rồi, bây giờ được bổ sung một cái ngoại hình tươi mới hơn nhiều so với phiên bản 2022 nữa. Chúng ta có thể thấy hệ thống đèn, mẫu xe mới nhất của chúng tôi, Audi
có, đây là tấm đèn thông minh nhé, và có thể tự động chuyển sang chế độ chiếu xa chiếu gần để tránh làm chói mắt tài xế người đối diện, và có thêm cái tính năng tự động cân bằng góc chiếu và tự động liếc cái góc chiếu theo cái đánh vô lăng. Thì đây là những tính năng rất là ưu việt trong cái phân khúc SUV trong tầm khoảng dưới 1 tỷ cho đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra chúng ta có một mặt ca lăng mới nhìn hiện đại hơn với cái viền được mạ màu đen. Tấm cản trước cũng có nhiều sự thay đổi khiến cho cái bộ mặt này nó đẹp hơn so với phiên bản 2022. Sang phần bên thì chúng ta có một bộ la răng mới, có thiết kế cũng rất ổn với kiểu hai tông màu và kích cỡ 18 inch. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái gầm xe vẫn được duy trì một cái gầm xe vô cùng cao. Khoảng sáng gầm xe của chiếc Forester lên đến 220mm. Đây là khoảng cách khoảng sáng gầm xe có thể gọi lớn nhất phân khúc, và tương đương với lại những cái mẫu SUV gầm rời giống ví dụ như là Toyota Fortuner hay là Mitsubishi Pajero Sport. Chúng ta hãy cùng thử vào trong phần nội thất để xem có sự thay đổi gì không nhé. Ok, và chúng ta đã vào trong chiếc xe và vẫn làm cảm giác rất là quen thuộc. Phiên bản Forester 2023 này thì không có nhiều sự nâng cấp về trong nội thất, đó là một chiếc vô lăng có đầy đủ tính năng ở trên đây và một chiếc màn hình. Thực ra thì theo tìm hiểu của tôi thì anh em Forester đều nâng cấp màn hình này hết, nên cái việc màn hình dạng module như thế này thì thực ra nó cũng không hẳn là một cái nhược điểm đâu, chỉ là nó không thể sang xịn mịn giống như mẫu xe khác thôi. Giống như mình đã giải thích từ bên ngoài rồi, đây là chiếc xe nó có sự hấp dẫn về khả năng vận hành và an toàn. Ngoài ra thì chúng ta có một nút chuyển chế độ lái X-Mode. Thì đây là một điều quá quen thuộc đối với xe Subaru rồi. Hệ thống dẫn động 4 bánh vẫn luôn là điểm ưu việt của xe Subaru so với đối thủ trong cái tầm giá khoảng 1 tỷ đồng. Thì ngoài ra thì có một vài cái sự thiếu sót nhỏ mà mình thấy hơi tiếc ở đây, đó là không có cửa sổ trời này. Đây là một cái điểm mà sẽ mang đến cái khoang nội thất nó sang trọng hơn. Ngoài ra thì những cái chi tiết giống như bảng tappi này, thì nếu mà so với những đối thủ mạnh nhất đến từ Hàn Quốc thì những cái thiết kế này nó hơi mang tính chất đồi đồng của đá một chút. Thì nếu như ai mà đã lựa chọn xe Nhật thì mình nghĩ đây không phải là cái điểm yếu quá lớn đâu. Vậy thì nếu mà so hai phiên bản Forester, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản i-Sight, thì mình thấy cái hệ thống i-Sight nó một sự bổ sung hoàn toàn xứng đáng. Và với cái mức giá 215 triệu thì mình cũng thấy, cá nhân mình nhá, thấy đó là điều xứng đáng. Giá khoảng 1 tỷ 1 thì sẽ khiến chiếc Forester này đạt mức giá gần như là cao nhất trong phân khúc. Nhưng mà nếu như mà ai đã mê cái cảm giác lái của mẫu xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian full time thì sẽ biết vì sao Forester lại đắt như vậy. Ok, mình xin phép kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của Car Time.